Chào các bạn, hôm nay mình lại có một cái cây lau nhà và hút bụi mới mình mới vừa mượn của bên Dreamy. Đây là H12 Pro. Hôm trước mình cho các bạn coi là bản H12 bình thường, bây giờ là H12 Pro. Thì mời các bạn coi cái video này để coi là cái bản Pro thì nó có những cái điểm nào khác biệt và nó có những cái gì nâng cấp hơn, đáng mua hơn so với lại con H12 thường, cũng như là những cái cây hút bụi lau nhà khác hiện nay đang có trên thị trường ha. Rồi, bây giờ vào video nè. Cái điểm đáng chú ý và cũng là đáng tiền đầu tiên của con Dreamy H12 Pro á là cái con lăng bây giờ nó được làm ra sát hai cạnh viền luôn. Lúc trước ở trên con H12 á, thì chỉ có một cạnh là nó sát viền thôi, cạnh còn lại vẫn còn hơi dày. Hay là như con Roborock Diaz mà nhà mình đang xài chẳng hạn, thì nó cũng không có sát viền cho cả hai cạnh luôn. Thì bây giờ các bạn thấy là với cái con lăng thiết kế sát cạnh như thế này, nó có thể lăn vào những cái chỗ hóc kẹt này nọ, mọi thứ nó sẽ dọn tốt hơn, sạch sẽ hơn. Hay là khi các bạn lau nhà mà các bạn đi sát cái cạnh tường nè, cạnh tủ bếp nè, thì các bạn sẽ thấy là nó dọn được sát vào bên trong. Cái sự thay đổi về thiết kế này nó không quá đáng kể, nó không có quá lớn. Tuy nhiên cái giá trị mà nó đem lại thì rất là nhiều. Và hiện nay ngoài con Dreamy H12 Pro ra thì mình chưa thấy có cái máy hút bụi lau nhà nào khác có cái tính năng tương tự như thế này. Cái điểm mới thứ hai đó là con Dreamy H12 Pro bây giờ nó có bổ sung thêm một cái tính năng sấy cái con lăng. Lúc trước khi mà các bạn xài H12 hoặc là H11 thì mỗi khi mà con lăng nó giặt xong là các bạn phải gỡ cái con lăng đó để các bạn để ra kế bên, đúng không? Thì như vậy cái con lăng nó mới khô một cách tự nhiên và để lâu nó không có bị hôi. Thì với con Dreamy H12 Pro này Dreamy họ bổ sung thêm cái tính năng sấy dẻ. Và cái tính năng sấy đó là nó nằm bên trong cái dock của các bạn. Khi mà cái máy này đã hoạt động xong và các bạn đem nó về, sau cái bước mà nó tự dọn dẹp và tự vệ sinh con lăng, nó tiếp tục lấy một tiếng đồng hồ ra để nó thổi cái hơi nóng. Ngoài ra trong quá trình sấy thì con lăng nó cũng được xoay liên tục để nó làm khô cái dẻ. Chưa hết nha, các bạn để ý là lúc mà nó xoay là nó xoay theo ngược chiều kim đồng hồ. Để làm gì? Tại vì bên trong của H12 Pro nó có một cái lược chải. Cái lược chải này khi mà gặp cái con lăng mà nó quay ngược, nó sẽ tự động giữ lại tóc nè, chỉ nè. Và lúc đó các bạn có thể gọn nó dễ dàng hơn, nó không có bị quấn vào trong con lăng. Để lâu ngày thì những cái quấn đó nó làm kẹt con lăng, thì các bạn phải ngồi gỡ ra cực lắm. Thêm một cái điểm mới nữa đó là con Dreamy H12 Pro nó vẫn có một cái cảm biến để mà tự tăng lực hút nha các bạn. Tuy nhiên bây giờ có thêm một cái chế độ mới gọi là chế độ Ultra. Khi mà các bạn bật cái chế độ Ultra này lên thì cái cảm biến dơ nó sẽ tự động biết là nếu mà sàn dơ thì nó tăng lực hút mạnh lên, nếu mà sàn sạch rồi thì nó giảm lực hút đi để mà nó tiết kiệm pin. Đồng thời nó cũng điều chỉnh luôn cái độ ướt của con lăng. Với cái chế độ auto của chính con Dreamy H12 Pro này, hoặc là khi các bạn xài con H11 hoặc là H12 bình thường chẳng hạn, thì cái cảm biến bụi nó chỉ có tác dụng với cái lực hút thôi, nó không có chuyện là tăng giảm cái độ ướt của con lăng. Sạch bách ha, bộ đập một cái coi nó có rớt ra không. Đó, không rớt ra luôn ha. Ngon. Bây giờ là cái khúc mà mình rất là háo hức nè, test thực tế con Dreamy H12 Pro. Thì các bạn thấy là dưới sàn của mình á, bây giờ mình có sốt cà nè, mình có nước tương nè, mình chơi thêm quả trứng nữa. Đó, cho nó tày quầy ra một chút để coi nó hút vô được không. Mấy cái đoạn này thế nào cũng vợ cũng chửi cho nhưng mà nó vui các bạn. Vô. Rồi, sau khi mà test với lại cái đống tài quầy á, thì cái sàn của mình á, là ok rồi. Thì có một cái vỏ trứng nè, đây là cái miếng vỏ trứng các bạn thấy là sẽ rất là to. Thì cái này thì chắc chắn là không có cái máy lau nhà nào hút vô được hết rồi. Còn lại thì những cái dung dịch này nọ thì nó đã được hút sạch sẽ ha. Rồi, sẵn mới lau cái đống bài nhầy đó, bây giờ mình sẽ test thử là cái tính năng giặt cái con lăng này á, nó sẽ hoạt động như thế nào. Bây giờ nè, đó các bạn thấy là nó còn bám mấy cái sốt này nọ lúc nãy nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó tính năng tự giặt nha. Để nó tự giặt á, thì mình sẽ nhấn cái nút ở trên đây là nó tự chạy thôi. Bây giờ nó bắt đầu đi vào cái chế độ sấy này các bạn. Thì các bạn thấy là trong lúc sấy á, con lăng nó vẫn xoay liên tục nhưng mà nó xoay ngược chiều kim đồng hồ. Thứ nhất á, là để nó làm khô cái dẻ, và thứ hai á, là để mấy cái tóc hay là chỉ mà có bám vô thì nó sẽ được cái phần lược ở phía sau này nè. Cái lược đó nó sẽ giữ mấy cái tóc đó lại. Rồi, sau hai lần tự dọn vệ sinh á, thì bây giờ coi thử cái con lăng như thế nào ha. Thì các bạn nhớ là cái mà nó bám màu lúc nãy không? Bây giờ gần như là đã mất hết rồi, còn một cái đường nhỏ màu hồng ở đây nè.
Nếu mà mình cho chạy thêm khoảng 1-2 lần nữa là nó sẽ tự mất luôn. Nãy giờ là mình chạy 2 lần self cleaning ha. Thêm một cái thay đổi nhỏ nữa về thiết kế đó là Trimmy H12 hay là H11 đó, thì cái bình nước nó nằm ở phía trên này nè, bình nước sạch. Còn đối với lại Trimmy H12 Pro thì cái bình nước nó nằm phía sau. Mình thấy là cái việc mà gỡ cái bình nước ở phía sau ra nó dễ dàng hơn và nó thuận tiện hơn khá là nhiều. Và lúc mà mình cầm cái bình nước sạch mới á, mình thấy nó thoải mái lắm các bạn. Nó thiết kế dài hơn ha, lúc trước nó là một cái bình ngắn thôi, bây giờ nó thiết kế dài hơn. Liên quan tới cái bình nước á, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bình nước dơ một chút. Cái bình nước dơ bây giờ tổng dung tích của nó là 700ml. Lúc trước á, cái dung tích của nó nhỏ hơn trong con Trimmy H12 hay H11. Cho nên sau khoảng 2 lần dọn dẹp á, là mình đã phải đi đổ cái bình nước dơ của con Trimmy H12 hoặc H11 rồi. Còn bây giờ với con Trimmy H12 Pro thì cái bình này dung tích lớn hơn, mình có thể xài được khoảng 2 hoặc 3 lần mà không gặp vấn đề gì. Lực hút bụi ở trên con Trimmy H12 Pro này vẫn tiếp tục là 10.000 Pascal, tức là bằng với lại con Trimmy H12 trước đây. Và một cái cải tiến nữa liên quan tới việc sử dụng đó là cái màn hình LCD bây giờ nó đã hiển thị nhiều thông tin hơn, dễ dàng hơn và dễ nhận biết hơn rất nhiều. Lúc trước các cái chế độ hút nó chỉ là những cái icon nhỏ thôi. Bây giờ nó được design lại để các bạn có thể nhìn rõ là tôi đang hút với chế độ auto hay là tôi đang hút ở chế độ ultra. Hiện nay Trimmy H12 Pro là đã bắt đầu bán ra chính hãng tại Việt Nam rồi. Mình có để cái link ở bên dưới phần description. Nếu như mà bạn nào muốn mua thì các bạn có thể vào cái link đó xem ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.